Hello cả nhà nha. Thì hôm nay Hằng đi chợ cả nhà ơi, mua lại mấy cái lập tép mới để làm bẫy tép cả nhà ơi. Để mưu sinh thôi nha. Bây giờ Hằng chuyển qua bẫy tép luôn nha cả nhà. Hằng mua 10 lập, một cái thì 30.000 cả nhà. Hằng mua 10 cái nè. Với mua cám về mượn 12 gang dùm để mình làm mồi mình đặt tép cả nhà ơi. Tép ở đây chạy quá à. Ủa hình như ta có cho dây cái gì ta. Đây, lợp mới nha. Lợp này rất là dày luôn nè cả nhà. Hy vọng mà tép nó sẽ không có đi ra nha. Đây. Không, người ta chưa có cuộc dây nữa. Mình cuộc dây để mình cầm. Hộp vịt thối cho mọi người biết nha, mà không biết là mình đặt có nhạy hay không thì mọi người sẽ biết thôi. Chiều nay mình thăm không đưa cho mọi người thử coi thối luôn tốt. Đây 10 cái, hy vọng khai trương hồng phát nha cả nhà. Sao nó quậy nước anh nghe tiếng hay là anh nhìn qua anh thấy tiếng nội gì đi, nội gì giỡn đâu, nội quay mặt vô đây nó sao giờ. Cả nhà ơi, thì hồi trưa mình có đặt 10 cái lợp tép mình khai trương cả nhà. Thì chiều nay cũng xế chiều cũng hơi trễ cả nhà, mình đi thăm coi không biết là có nhiều ít nhà. Hy vọng là nhiều, khai trương hồng phát nha cả nhà ơi. Sao không bỏ dép xuống? Bỏ dép vô hao luôn. Đi dép đây nè, cầm cho đổ vô hao. Quên, quên đi, để dép cầm. Ôi lạnh quá. Lạnh quá Hải ơi. Ôi ôi ôi, ở đây nó lạnh mà nó sâu quá cả cả nhà ơi. Đây anh mượn 2 chỉ anh nha, anh đi thăm nha. Mình đó kìa. Mình lạng cái này. Mình ra hôm nay mới thao theo đứa mới thao là anh đang chim. Anh 12 chia tay với gậy quạo mọi người. Đây nghe đây đúng không? Bên này thấy rồi, thấy rồi. Ây da,
Ây da, sao nó đưa cái mông lên không vậy? Rửa, vũ đi. Bớ cũng có nhiều không? Chạy thép lắm luôn anh ơi. Quá chạy luôn. Trời ơi. Nhìn anh bằng hai mắt cười quá à. Đây có nhà ơi, một đống luôn nè Hải. Hải quay nè Hải. Thấy không? Thấy. Trời ơi. Hết mọi luôn, còn cơm không thôi. Đây, lại đây, cái chặn nè Hải. Trời ơi, một lọp một... Rồi một cái cầm máng lên đi. Chỉ là quá im mà cả nhà ơi. Cục rồi. Anh đẩy cái hai tới rồi sao cho em đi. Ồ. Bỏng dữ ta. Ui, thích quá à. Đi không mọi người ơi. Bỏ cây này, cây đằng trước này phải không anh? Ờ, đúng rồi. Đây Hải ơi. Có thăm đây rồi. Không? Thăm đây không? Anh thăm đi. Anh thăm thử thì sao? Đây anh 12 gặp mình thăm nhiều quá, 12 phái rồi cả nhà. Đóng luôn rồi. Ngon không anh? Sâu quá. Sâu quá. Không, nhiều nhiều. Mình ít hơn cái chị nha. Ít rồi. Vậy là hàng mát trai nha, cái đầu khai trương quá ok cả nhà ơi. Cái này là mình đem về mình bán cho mẹ mình nha cả nhà, đang lấy tiền vốn mình mua 10 cái lập tép nha cả nhà ơi. Nó mình đem cái gỗ gì theo sao. Hết chưa? Hết rồi. Chị Hà này sẽ qua đây đúng một. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chủ đề mình đi bẫy tép để mình kiếm tiền mình mưu sinh thôi. Chứ YouTube bây giờ quay khó ăn quá cả nhà ơi. Mình kiếm. Mình phải kiếm làm thêm mới được. Giờ này. Đây, đây nghe. Ôi da nó nặng quá mọi người ơi. Xịn không ấy. Nó quá nặng rồi. Dấu. Ôi ơi, nó nặng quá. Nặng xịn. Nhưng không Vũ ra xịn kìa. Tép đó cũng bộn mà. Nè, một đống luôn này, nhiều hơn cái của anh thăm nữa. Vậy thăm bên đó đi, đây tao thăm bên đây. Mất công đi qua đây rồi, à. Đi qua đây rồi, à, đi cho nó vui. Đi qua đây lại cho nó vui, nhà vô cửa. Nhiều nhiều hơn cái của anh thăm nữa là em mát này hơn anh đó. Nhưng mà mình biết được cái mồi này là làm chạy tép là ok. Với lại em nghĩ là mình đặt khoảng chừng 4 tiếng luôn mà. 4 tiếng mình thăm là vừa rồi. Rồi đi thôi. Dàn hàng bán giết. Mấy đi thăm hết cho nó đi qua đây thăm đi. Sao? Đâu ở đâu cũng đâu. Thôi lỡ quậy quậy, em quậy luôn đi. Tại em thăm em thấy mơi quá à. Sẹt qua đó. Sẹt qua sẹt lại. À sẹt qua sẹt lại cho mọi người chóng mặt chưa. Dít giác nha. Ồ, cái nào cũng nổi tí sẹt nha. Bán luôn á. Đây đúng không anh? Đúng không? Đúng rồi. Ôi chết rồi, em đạp cái lọc cút. Ôi ôi, cái này nó nhẹ mọi người ơi. Nhẹ nha. Bên đây không có im. Bên đây nó mới chạy bằng bên kia hả ơi. Thấy nhờ ơi, bên đây không có chạy bằng bên kia. Cũng một đống với ít đâu. Ôi đỡ hơn đổ của nó, đổ được 5 cái hộp nó bằng cái này bao nhiêu. Ôi. Ôi ôi, một đống luôn kìa. Cái này mình lấy vốn lại được rồi. Có làm gì lấy vốn. Nãy giờ mấy cái, 4 cái hả? Phải rồi, 4 cái. 1, 2, 3, cái này mình có để cơm ngủ. Đâu rồi, đâu rồi. Cái này mình. Rồi, cái nào anh? Đi qua lại chơi cái nhà ơi, chơi đỡ buồn. Cái đó thì cái nhỏ thôi cái vợi. Màu hai cái đó coi nhà hết nhá. Ồ ok, hết rồi đó nha. Ây da, ngay chân luôn. Ôi bên đây nó nặng lắm cả nhà ơi. Bên đây thăm lại mất ghiền luôn. Nặng thỉnh. Ây da, ây da. Cũng nhiều mà anh. Ây da. Cái này để mời em chợ bán nó được đúng không? Nó xỉu hả? Rồi cái này tối mà mũi chích đã luôn á. Rồi, đi ra 5 cái còn 5 cái nữa. Ở đâu?
đây nè, anh ấy đi xéo qua xe đi dốc ngập thôi chứ. Nè đẩy ra tới nè đó. Sài Gòn thiếu gì ta? Cái gì này? Đây đừng chụp con. Giỡn quá. Ở đây đừng chụp con mọi người ơi. Đúng thằng cháu thì này bốn cá. 1 1 2 3 còn 2 cái. Đóng đừng chụp con. Giỡn thôi. Mọi người trả không thích quá. Mang tép này mà mặn đá luôn. Đi bán đá luôn. Mang tép này lo đó ngồi mặn. Đẩy vô kim bột hết. Đúng rồi. Bên đây đúng không? Đúng rồi. Cây này như nè. Cây này cây đó cây này như nè. Mờ mờ. Tiếp tục mờ thôi. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây chắc bằng này. Có không anh mở lên giùm em đi. Ôi bên đây nhiều quá, bên đây chạy tét không anh kia. Sau bao nhiêu cuối cùng thì mấy anh em mình cũng biết được cái phương thức mà để làm mồi đặt tét cho nó chạy rồi đó cả nhà. Mình xéo qua 12 thôi. Dép ba. Thấm bến được. Ok. Anh đổ giùm em đi, anh nó nặng rồi nè. Ôi nhiều quá cả nhà ơi, rất là nhiều luôn. Mọi người có ai ăn không mình gửi cho bớt, chứ nhiều lắm luôn, ăn không hết đâu. Cái nào đó ta? Nãy mình mới làm bằng đó rồi đúng không? Như cái này như nè, cái đen như nè. Cái đen nó mới hết rồi chứ. Cái đen có. Có. Cũng chạy. Ủa? Quá nhiệt quá. Đây mình đổ nha. Chút kêu cốt lên mua. Chút đi, còn cái túi nó sọt vô đi ra luôn nữa. Ôi, cái này cũng nhiều vậy. Thấy nhiều không hả? Trời ơi, nhảy rồi. Ôi, cái gỏng bên kia chắc có không hả? Không nào. Ai biết đâu rồi. Bên đây có, bên kia chắc cũng có. Nghĩ đường mương, nước này chắc cũng có mà. Mà còn nữa không anh? Đó rồi, cái đủ rồi còn gì nữa. Đủ 10 cái nha quý bà cô chú ơi. Sớm mua thêm 1 cái nữa đi. Rất là hồng phát luôn. Đây. Cái này mình bán chứ mình không dễ gì hết cả nhà. Mình bán mình lấy vốn lại, tép này cũng mắc lắm á. Tép làm gì tôm mà. Ôi mắc đó, mẹ chưa mua không có. Mẹ chưa mua không có đó. Mẹ chưa mua tép bán cơm không có đó.
Giờ chị bán cho mẹ chị lại 100 ngàn thôi. Đâu sao chứ đây nhóc. Hả? Đây tao bán nhóc. Chắc cũng dây nha anh. Này cả nhà ơi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha quý mọi cô chú ơi. Cái này mình đem về mình bán cho mẹ mình thôi. Cái này ký gửi mình ăn mẹ 2kg đi là lấy được 200 ngàn. Lần sau mình đặt 100 ngàn nữa là đủ tiền lập tép rồi đó cả nhà. Hằng cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu quý mọi cô chú thấy video của Hằng hay ý nghĩa cho Hằng like và đăng ký kênh này cả nhà. Vô hôi chảy lắm rồi.